Thôi, mất rồi, câu cá nha cả nhà. Chào cả nhà, bữa nay mình câu cá nha cả nhà, câu cá lên làm đồ ăn. Bên này làm món bún bún cá. Ý trời, trời trời. Đừng có câu quá chơi. Anh nhử nhử chút xíu là đó. Ăn kìa hai ba con luôn. Ôi trời. Vậy sao? Có chơi vậy sao? Bỏ xuống đi chứ mình đâu có chơi đâu. Ôi bự dữ gì cả nhà ơi. Nhưng mà hôm nay là nấu bún bún cá. Bún cá là dùng cá lóc thôi cả nhà ơi. Cái này là Huy sẽ thả xuống lại nha. Chứ tại vì dưới cá quá trời nhiều rồi, bỏ xuống còn chưa kịp cái gì nữa là nó đã dính rồi. Mới gì bỏ xuống nó dính à? Gì đâu mà tụi bay giải dụ cái gì? Bỏ chỗ khác. Tụi bay có chút liêm sĩ đi. Bỏ dừa bỏ mồi xuống cái mọc nhào lên ăn rồi. Cho người ta chờ đợi chút xíu chứ. Ủa mắc miếng mồi luôn hả anh Thái Lan? Lẹ dữ vậy. Này để xa hơn nha cả nhà. Ui nữa hả? Chơi nữa hả? Má ơi, những cái chơi không vậy? Ê, con gì? Cá rô, trời, cá rô bự dữ vậy. Con nào cũng trổ cành kia chứ nha cả nhà. Đây. Cành ná không nha cả nhà. Mình muốn câu cá lóc mà nó dính cá này không? Phóng xanh tiếp. Phóng xanh xuống hồ tiếp. Mình chỉ câu cái con mà mình muốn làm thôi nha cả nhà. Dạ, sức con trùng luôn hả? Bây giờ là nhà Huy tìm cá thôi. Con nãy gì á? Cá cá bự hơn nữa. Đây nè, Huy quay gần. Huy quay gần cho cả nhà coi. Đó, nó bự gì nè. Lấy cái tay đo nè cho nó thấy. Đó. Ôi, vừa nhảy quá trời luôn, vừa đẩy xuống nó dính liền. Bự lắm nha cả nhà. Tha mày đó. Có 4 5 ngón tay á. Ôi mập mập lũ vô. Giống như mình đút đút trùng cho nó ăn vậy. Mẹ ơi, nó bự vừa đã sợ luôn trời. Này câu thỏ thích luôn em Thái Lan. Câu câu lên hoàng xuống, câu lên hoàng xuống đã nữa. Bên đây rồi, bên đây rồi. Bên đó là cá lóc kia. Cái này là câu trúng là trời cho mà câu không trúng là trò chơi luôn nè. Quý vị dạ, quý vị ơi, đến với hội chợ hôm nay. Mình đi lựa đi, nhưng mình lựa cá ngoài chợ thôi. Trời. Mới đẩy cái trùng nó là nó muốn cát rồi. Cái gì hả? Ai đây? Lần này sẽ là ai đây? Nó dướng cái dướng bèo á. Rồi. Dướng bèo. Ý, trời, 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 như con chuồn chuồn vậy. Quỷ. À, nó ăn cơm hả? Cả nhà mình mới đây mình đi rồi. Hộp bắp chuối nha cả nhà. Đây. Ui. Đây, một bông nha cả nhà. Đủ ăn rồi cả nhà. Bún cá mà. Dạ, câu cá lóc để nấu bún cá lóc mà. Nhưng không có cá lóc. Mà nó dính cá chơi với cá vô không à cả nhà ơi. Vậy ghét quá, chị ra chợ câu luôn. Ra chợ câu nữa. Ra chợ câu một con bự này luôn nè. Còn con này vậy mà làm luôn nha cả nhà. Một con này 85.000 nè, ký lô mốt 50 quá. Chứ biết sao, tại vì cá ở trong ao Huy á, nãy là câu lên dính 4 lần. Cái thả xuống giờ nó nhát á, nó không dám cắn câu nữa. Mà cắn câu là toàn cá rô với cá chê không mà, còn cá lóc có trốn rồi mẹ. 5 lần luôn chứ 4 gì. 2 lần cá vô, 3 mẹ, lần cá chơi. Mà mẹ làm cái món này đó, nó phải dính cá lóc mới được, dính cái con cá kia không được. Mẹ làm món này nó ác quá mà. Vô thế. Bây giờ là mình bắt nước để mình luộc cá nha cả nhà. Bây giờ mình bỏ vô miếng muối, nửa muỗng muối đi. Với mình bỏ củ hành nè. Bỏ củ hành tím mình bỏ vô. Nhét lên nè, nhét xuống.
Trời, ngón tay nhét không xong nữa nè. Ở trên này nhét xuống. Ngón tay sao tới đây nó đang nhét chơi vậy cho anh đừng tanh không à. Ừ. Nó luộc cho nó thấy hơi nó thơm nước. Bỏ vô ngon nửa hạt mềm. Bột ngọt nửa muỗng, không tới nửa muỗng nữa. Đây nè, nước sôi rồi mình bỏ cá vô cho nè. Nấu bún cá Kiên Giang nha cả nhà. Chứ không có phải nấu bún cá Châu Đốc nữa. Ơi, cá cha cá chín rồi nha cả nhà. Vừa chín tới làm vớt liền chứ không có để nó chín quá đâu. Vừa chín thôi nha cả nhà. Ừ. Đầu, cái đầu vớt ra luôn. Mà để chỏng rồi nó nát hết. Đây, xương nha cả nhà. Xương, đây, xương heo. Xương hầm rồi hầm nha cả nhà. Tại ở ngoài đây lửa nó làng quá. Nó lâu quá lâu. Và thêm cái tô kia nữa, hấp xương không á. Đó. Rồi bây giờ mình bỏ xả, mình phi xả cho nó thơm nha cả nhà. Bé ơi, bé ơi. Cả nhà mình lột da cá nha. Cá nó bự quá, da nó dày. Nó ngon ghê luôn á trời. Luôn. Đó, bắt đầu mình gỡ xương ra. Ai bỏ tỏi vô đi coi. Bỏ tỏi vô đi. Liệu liệu nha ơi. Còn hết nhé. Nè đứng nè, người ta đang làm lễ đứng lên coi cái bà nội kia bà biết mình liệu cái gì á. Nó chọt cái tự nhiên cái thấy cái đàn cày nó nhiễu xuống, đàn cày sáp mà nó nhiễu xuống á. Cái tính kêu là anh Tư ơi hả, là gì cái đàn cày nó nhiễu xuống hả gì không nói, bà nội cái bà đụng cái bà bắt hiều cái kêu đủ anh xui chảy em bấm ơi. Ông bà ơi là trời, xong rồi cái bà nội bắt hiều nó đủ anh xui chảy dữ lắm anh xui ơi. Mà nói xong rồi không biết nói cái gì nữa. Cái đầu nó chó tới méo má ơi, con chạy vô con không biết được luôn rồi. Cái mấy ổng nhìn anh Tư anh nghe anh Vinh dòm lên thì thấy thằng cày nhiễu anh Vinh mình anh xui ổng ổng cho này. Cái ông nói trời ơi là trời, thiệt là tình. Được chưa? Dạ. Tôm nha cả nhà. Bún này là phải có tôm. Tôm riêng. Rồi hạt nêm. Hạt nêm. Câu cá lóc này tốn tiền. Câu cá lóc 85 ngàn. 85 ngàn. 75 ngàn ký. Rồi không 80 ngàn ký. Bỏ chút đường. Vậy là cái ao của mình giá trị lắm chứ bộ. Cá lóc mình thuộc về cá lồng rồi. Cá trong ao mình toàn cá lồng không đó. Cá đồng thì nó mắc hơn à. Quá mua về em thả dưới. Được mua 5 kg vô đó. Nó ăn thịt ai nhau à? Nó lớn lên ấy, nó lớn thêm chứ sao mà. Ý là nó phóng da, nó phóng da. Dạ. Ai nói? Rồi cả nhà ơi, bây giờ á bún cá xong rồi, bây giờ mình bắt vô bún cho tô. Rồi bây giờ cho bà bá thưởng thức trước nha cả nhà. Cái này là bún này á. Cái này có sẵn dĩa rau cho bà bá nè. Nè, bún này á là mình đã trụng mới vừa vô nhà trụng. Bỏ rau được không? Nóng hổi à. Không, không có bỏ rau. Không trụng vô. Ở đây nè. Rau bỏ để chuối cho ổng mà không cho ổng ăn giá do muốn thì cũng không cho chứ. Sao ông lấy rồi đó. Cái dĩa đâu dĩa quà bá mà. Muốn ăn muối hả? Muối ớt hả? Muốn ăn muối ớt hả? Này có mớ mới ngon. Cái này bún này ta đâu cần ăn muối ớt. Không phải bún cá kia đâu mà ăn muối ớt. Cá à, cái này cá nè cả nhà. Cá lóc con cố sơ luôn. Rồi. Bún cá Kiên Giang mà. Thơm mà. Ừ. Chưa thấy ăn lên ăn.
Rồi nè. Đó, nè cho bà bá nè. Rồi. Anh ta đang chặt cây để làm nhà ở dưới nha cả nhà. Cái này đâu có chần chờ gì nữa. Bỏ nó đi. Mà mai mày cũng không xong được cái nhà đâu. Bỏ đi con ơi. Lên ăn nè. Rồi thôi, bây giờ thôi mời cái nhà nha. À, ớt đồ nữa nè. Quá ngon. Trời ơi, chưa ăn mà chảy nước miếng này cả nhà ơi. Quá trời ngon này. Chấm quá. Tay cầm đũa đẹp quá. Ai đẹp mà, bà phải đẹp mà. Ủa còn nãy tôi quên bỏ hành mà. Quên bỏ hành. Khá không? Coi bà không ăn hành đâu. Ừ, hành cho hành thêm đi. Vậy có sao đâu. Bỏ cái hành nha. Cái lóc. Cái lóc nhà nuôi hả? Cá lóc chợ. Cá lóc chợ à? Cá lóc nhà không có câu được. Không chịu ăn hả? Hai câu à? Nó thông minh hơn mấy con kia. Có cái này á, có mày đó. Cái này ra ngoài. Lá chè ngon. Cá lóc ở nhà nó lập kế hoạch chứ này. Có tôm rồi cả nhà. Tôm. Tôm mới ngon. Rồi ăn bún cá cả nhà ơi, chín rồi. Ủa mày, tao chưa bỏ mày cái này mà. Bỏ gì? Dâu rau răm. Bán này không được rồi. Chủ này bỏ quên tùm lum hết. Người thì quên bỏ hành, người thì quên bỏ rau. Rồi mời cả nhà ăn bún nha cả nhà ơi. Bún cá Kiên Giang nha, cá lóc Kiên Giang nha. Chứ không phải bún cá Châu Đốc nha. Mày ăn cái đầu không? Hả? Ăn cái đầu cá không? Ừ, trụng nó nóng thôi. Trụng nóng nữa hả? Ừ, trụng nóng mới được chứ. Ừ. Ngon quá nhà ơi. Đã ngon rồi. Nước ăn. Hãy cho một xích ở đây nè, cho cá đang nè. Ngọt thanh thao. Ngọt từ xương. Ngon từ thật. Còn trái ớt nào sao xinh trái coi. Ờ, này thiếu ớt nha. Cái ớt đây. Cái ớt à bán không? Thái Lan là mới dưới là mới chặt cây đó. Chuẩn bị bây giờ là phát xong nha. Phát ra rễ xong rồi. Giờ là chuẩn bị làm nhà thôi. Làm nhà tầm tầm bao nhiêu mét anh Thái Lan? Tầm 6 mét thì chắc cái chậu. 6 mét nhỏ quá không? Ừ, anh cái mét bằng ngang hả? Dạ. Mà dài á. À đúng rồi, cục cái nhiều quá tốn tiền lắm. Cục nhưng mà mày làm rộng á. Cũng 5 6 mét vuông. Bốn mình mét à. Rồi nhiều nó đẻ ra tốn tiền không à. Cái tô này là cái tô khủng long của ai đây, cái tô khủng long. Khủng long của anh Hai này. Ồ anh Thái Lan đây hả? Nóng quá. Chết rồi. Nó tràn bờ đê rồi. Rồi ăn đi, ăn nhiều cho nó ngon. Cảm ơn, nó ngon. Nước chưa, có nước chưa, đủ chưa? Cái đất ở dưới là đất của anh Thái Lan nha cả nhà. Không phải, không phải đất nhà Huy đâu đó. Cái này không phải đưa lộn ngược rồi. Mai quá trời ngon. Quá trời phát gãy vậy, mệt quá rồi. Kia là bún rồi. Rồi vô cái là mời cả nhà ăn chung cái nè. Tay thầy trò mình nè. Bây thầy trò Đường Tăng. Đây đưa tô đây, tôi để cái nồi, cái đầu cho. Cái đầu hả? Ừ. Trời ơi cái đầu trời. Bán cho cái đầu ơi. Ôi quá trời luôn cả nhà ơi, cái đầu. Ui cái đằng ăn cái đầu. Mời cả nhà ăn chung luôn cả nhà ơi. 1 2 3. Mời cả nhà ăn chung nha. Rồi, bún nha. Hơi rối nha, 1 vô 2 3 hơi rối nha. Quên vụ đụng miêu rồi. Quên vụ cũng ơi vô là uống nha. 1 2 3 vô uống. Ngon quá. Nước luôn rồi. Thêm thêm miếng chua dăm ăn cho nó thơm rồi. Quá rồi, bún cá này vô rồi anh Thái Lan ơi. Đang đói ha, ăn buồn ngủ rồi. Buồn ngủ mà gặp đi qua luôn rồi. Ngon quá cả nhà. Cái nước sao cái tính súp gà, nước súp gà. Súp ngọt thanh. Vừa ăn. Ngon quá cả nhà. Ủa của mình câu cá rô rô phi lên. Cá rô á, cá rô phi phải không? Cá rô này câu dễ rồi. Rô mời. À rô mời. Cái này còn của ai nữa? Đừng nói của mẹ, con xỉu liền luôn. Giờ nè, đó, con Huy nha cả nhà.
Rồi cả nhà ơi, giờ tới Huy ăn. Nãy giờ Huy quay cho mọi người rồi, có mẹ là chưa quay thôi, tại mẹ ăn sao. Ủa sao cái muỗng của con đó, nó hơi tè quầy vậy mẹ? Tè quầy để nó dính cái ấy đó, dính tôm á. Miếng mắm nha cả nhà, Huy là ăn mặn lắm. Tôm nè, miếng cá nè. Cái này là bún cá Kiên Giang nha cả nhà. Đây, tôm với miếng cá, thì miếng bún lên. Phải ăn đủ cái bộ tâm sơn của nó mới được. Miếng rau lên. Rồi. Dạ âm đi. Mời cả nhà ăn chung. Rồi, mời cả nhà ăn cái đầu cá luôn nè. Ngon phải không? Nó đã. Đã lắm mà. Mời cả nhà ăn đầu cá nha. Đầu cá nha. Con nách con nhất nhất rồi. Nhất nách luôn. Đừng đưa cái nách đây tao gãi cho. Nhất mà. Nhất cái nách. Nhất lấy giờ lấy dầu tha. Miếng nước nha cả nhà. Lấy dầu dầu gì? À. Dầu nhãn tha vô cho hết nhất. Thiếu chanh nè. Nói chung bún cá này có tôm là ngon à. Cá Kiên Giang là mới có tôm, còn cá Châu Đốc thì không có tôm mà có sả nghệ. Mời cả nhà ăn bún cá nha, bún cá Kiên Giang nha cả nhà. Mẹ thấy sao? Ngon không? Con làm ngon không? Ngon sống không? Nói con làm mẹ mất cỡ quá. Con mới nói con làm mẹ mới nêu cảm nghĩ được, chứ con nói mẹ làm cái mẹ ngại. Đúng không? Thấy con tâm lý không? À, mẹ ăn da cá nha. Da cá ăn tốt. Mà da cá mẹ ăn vô mẹ thấy sao? Con sợ nó tanh không? Không tanh. Béo. Cá này á, biết sao không cả nhà, mình làm kỹ lắm. Làm xong mình làm sạch nhớt hết ha, mình chanh với muối xong ha, lấy gân máu sạch sẽ hết. Rồi mình ngâm rượu, mình cho một chút rượu trắng vô, mình thử mùi trong... luôn. Ai tới đây à? Thơm. Ngon quá. Ủa cái đầu bà bá đâu rồi? Ừ, cái đầu không? Đầu cá không có cái đầu bà bá. Cái đầu cá của bà bá nha cả nhà, đừng hiểu lầm Huy. Huy nó tắt á. Đầu cá nè, ăn đã đề luôn á. Đầu cá này chắc cũng kiếm mấy à. Tại vì cá lóc ăn nó tốt. Quá, wow, bà bá cho con kem nguyên cái đầu cá luôn rồi. Kem. Ta kem, thưa kem. Kem. Kem hả? Trời, vớt nguyên cái đầu luôn rồi. Cái gì? Nó kem bằng cái ken. Phải không lợi. Nghe là tẹo kia bằng ken chứ. Phải kêu kem. Bà bá chưa kịp ăn đầu cá nữa, cho ăn kem rồi. Kem cũng là một vị khách vậy. Bún này mà ở ngoài chợ bán nhiêu tô ta? Nếu mà cỡ gì? 35 nhiêu. Cỡ gì nè, tô bún đầy đủ cỡ gì nè? Có gì hả? Nhiều cá rồi, có 50. Có gì có 50. 50 cả nhà. Nhiều cá luôn. Thì thấy là ba mấy á. Ba mấy là nhiều á. 35.000. 35.000 nhiều rồi. Thường thường 35.000 mình ăn đặc biệt á. Mình có cá nhiều rồi, mình kêu để cá nhiều, tôm nhiều. Nếu mà bốn cá mà 50.000 ai mua? Mắc quá. Đâu quá. Chắc có tôm rồi. Người ta bán cho mình 35.000 một tô rồi, mình bình thường rồi. Mình muốn ăn thêm mà mình phải trả thêm 15.000 nữa. Nó bán 30 có mấy cục cá. Ừ. Mà sáng mấy giờ cá chút xíu à. Giờ ăn bún cá không à, mỗi người phải ăn đỡ chén cơm hết. Phải ăn cơm đỡ hết chứ không thôi chờ câu cá không mà hả, mất thời gian rất nhiều luôn á. Không. Câu lên toàn là cá chơi với cá vô không à. Lúc đầu câu lẹ lắm. Lúc đầu cái nhà thấy không? thả xuống cái dính, cút sau dính 4-5 lần cái nó nghĩ nó sợ quá nó không dám cắn nữa. Cái ơi mỏm mất chưa? Không có đâu. Thả xuống rồi nó cho hay lấy cái lấy cái cần câu đừng có để gì nha. Thì lúc mà mình thả xuống là nó đi mét rồi. Mét phụ huynh chứ này. Nhớ lấy cần câu lên, cũng cho nó cắn. Đúng rồi. Nữa mình câu cá rô quá. Lên chiên xù hả? Chiên xù cho làm mắm gừng ăn. Thấy không? Vô thấy hả mẹ. Vô rồi. Cái bữa đó không bao giờ thấy dính cá rô. Con nào con thấy lớn rồi. Cá này mình nuôi mà mình muốn câu lúc là mình câu. Nuôi mà nói chung là không có cho ăn thức ăn nha, chỉ cho ăn cơm nguội không à. Cơm với bún với bánh mì đồ. Bánh mì.
mấy đồ dư á. Dĩ là ăn rong nữa. Mình chuẩn bị mình câu á, mình đừng có ăn. Ừ. Cá chơi đó, nó ăn trong bụng cơm luôn đó, hồi nãy câu lên nó cá chơi nó làm nó ăn bụng cơm luôn kìa. Cái kia này mạnh quá. Rồi nó ăn tạp mình. Ừ. Nó ăn thịt người luôn á. Cá chơi á. Cá bự bự xuống mình nó luôn á. Sát người chết là nó ăn luôn á. Ừ. Cá chơi á. Bởi vì thấy trong mồ mả là nó hay chui giống. Nó làm hang cái chổng. Mà cây không đủ làm nhà đâu. Có đủ. Mà cái bự rồi. À nhà mình làm cỡ 5-6 mét ha thì. Chưa, anh cái đó là cái khung thôi. Còn dán rồi. Đâu có dán. Mình không cần phòng khách đồ đâu, mình làm sao mà hai phòng ngủ rồi đó, thấy không? Bách chung đó. Phải có toilet với phòng bếp chứ. Toilet cái đó thì đào mới hồi. Một toilet, đấy. Một bếp, một phòng ngủ, thấy không? Có một vị khách nói là đắc vọng quá mà sao mà ở nhà mình không xuống làm phát dãy tiếp với Đắc Thái của Lan chị em. Mà lại để cho Thái Lan phát một mình. Đắc ở nhà Huy có nhiêu đó thôi, không, nhiêu đây ở nhà. Đắc ở nhà là chỉ có bao nhiêu các cái nhà là trời hết bên hông là hết rồi cả nhà ơi. Còn cái này là Thái Lan nó mượn đất á, nó khai quang nha cả nhà, thông cảm nha. Bữa nay muốn nói bật mấy sự thật luôn đó nha. Chứ Thái Lan nó đâu có đất giữ gì đâu. Của mấy gì? Của mấy gì đó, chưa có ở đó thì nó mượn, nó phát ra nữa, nó trồng ở này trồng ở kia thôi, chứ không phải là của nó bao nhiêu đó đâu. Chứ cũng không phải của mẹ nó nữa. Cũng như mẹ nó có phần đó rồi, cũng cho nó cái chỗ, che cái chòi, cái nhà vậy đó cả nhà. Cái đất này là của mấy người kia, chứ không phải ấy, nói là nói cho vui vậy thôi. Tại vì mấy chị em ở trong nhà, bên mấy chị em chưa có làm nhà làm cửa gì đó. Ai cũng có hết trơn rồi. Còn mẹ ở rừng ở núi ở dãy mà. Thì giờ còn trống chỗ nào thì con cháu nó mượn, nó khai quang, nó trồng cái này trồng kia ấy cả nhà. Nha, đó những cái thắc mắc là cả nhà cũng khỏi cái thắc mắc nữa, là mình cũng giải thích vậy đó. Không có gì đâu nha. Cả nhà ơi, thôi bữa bún cá lóc Kiên Giang mình tới đây coi như cá lóc và tôm gì tôm thẻ phải không em? Cũng đã coi như là ngon miệng lắm rồi, cùng với cả nhà thưởng thức. Thôi thì clip cũng hơi dài nha cả nhà. Thôi mình cũng xin dừng tại đây và hẹn clip tới nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ cho Úc Huy Vlog nha, một ngày càng phát triển nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ và coi hết cái quảng cáo nha cả nhà, cho mình có cái kinh phí để mình làm những cái món độc lạ hơn nữa nha cả nhà. Thôi chào cả nhà, bye cả nhà nha cả nhà. Bye cả nhà.